Bây giờ chúng ta sẽ đến với một vở kịch. Đó, vở kịch đó có tên là Người con hoang đàng. Và các vai diễn trong vở kịch: chị Hương quê sẽ trong vai người cha, Hòa Bình trong vai người con trai cả, Hoàng Việt trong vai người con trai thứ, anh Quang Duy trong vai người quản gia, Hồng Sơn, Hòa Bình trong các vai thanh niên ăn chơi của thành phố, Thu Thủy sẽ trong vai của bà chủ trại chăn nuôi lợn. Và bây giờ xin mời tất cả mọi người hưởng ứng cho một tràng pháo tay đến với vở kịch của chúng ta. Ở một ngôi nhà có một gia đình giàu có. Gia đình ấy có hai người con trai. Một hôm đứa em nói với cha: xin cha chia gia tài cho con, làm ruộng thật vả lắm, nếu gặp thiên tài thì mất hết cả. Người cha nói: con trai, tương lai chúng ta thuộc về Chúa. Người con không đồng ý và luôn luôn đòi chia phần gia tài của mình. Cậu ta muốn lên thành phố, muốn tự lập, muốn chứng tỏ mình là người tài giỏi. Người cha khuyên con rất nhiều, nhưng cậu vẫn khăng khăng đòi cha làm điều mình muốn. Và cuối cùng, cha cũng đồng ý. Này con, gia tài của con đây, hãy lên đường và làm điều con muốn tao đi. Ông còn dặn dò con trai đủ điều, lòng vui mừng hứng khởi. Cậu tạm biệt cha và hứa hẹn sẽ làm theo lời cha dạy bảo. Lòng cha nặng trĩu đau buồn, ông cầu nguyện: này Chúa, xin dẫn nó trở về an toàn. Chúa mắt tròn trong trời là cả một thành khung trời mới. Thành phố rộng lớn làm sao, cái gì cũng đẹp. Ồ, cậu bắt đầu làm quen với những người bạn mới. Cậu mua bán, sắm sửa cho mình những thứ mà cậu thích. Cậu dùng tiền tiêu xài ăn chơi. Đủ mọi thứ vui trên đời này và cậu chưa từng biết đến. She got too much. What am I gonna do it all?
cho đến một ngày cụ nhận ra rằng mình đã hết sạch kiệt. Bạn bè giao du hôm qua còn đó, nay đã bỏ cậu đi hết. Đành ngửa tay xin tiền nhưng chẳng ai bố thí, xin đồ ăn cũng chẳng ai cho, lang thang đói khát. Cậu đi lạc đến một trang trại nuôi heo, cầu ban ngày hay chút đồng làm gì cũng được, nghĩa là có cái ăn gì tới đói lắm. Cuối cùng cậu cũng được nhận công việc hàng ngày là dọn dẹp, xách đồ cho heo ăn. Trong lúc khốn khổ cùng cực vì đói quá không thể chịu nổi, cậu đã bắt cám heo để ăn. Cậu chợt nhớ đến cha mình và bật khóc. Sau qua thời gian nuôi dưỡng này, đã đầy tớ ở nhà cha ta và được no đủ hơn. Phải rồi, nhớ ra rồi, ta sẽ trở về với cha và sẽ làm đầy tớ cũng được. Nói rồi, cậu vội vã lên đường trở về nhà cha. Người cha già buồn bã, không ngày nào không nghĩ đến con trai mình. Giờ này nó đang ở đâu? Nó đang làm gì? Có sự nguy hiểm nào đến với nó không? Nó có được bình an không? Ông chưa giật mình khi nghe tiếng gọi. Ông ơi, cậu Út về. Ôi, đúng là nó rồi, con trai của ta đã trở về. Ôi, con ta còn sống. Thưa cha, con thật có tội với trời và với cha, không xứng đáng làm con của cha nữa. Xin cha hãy nhận con làm đầy tớ cho cha. Ồ, không đâu, không đâu con trai à. Bay đâu, lấy áo tốt nhất, mặc cho nó. Mang giày vào chân, bắt bò con béo làm thịt để chúng ta. Con trai ta đi làm về, khi biết chuyện ồn ào huyên náo trong nhà, liền tỏ ra tức tối. Tôi ở với cha làm lụng vất vả mà cha không cho một con bé con để làm thịt đãi bạn bè. Nay thằng khốn kiếp nó đã tiểu phá hết nửa gia tài và trở về, thì ta cha giết bò mong đãi nó. Người cha ôm tồn, con trai à, cha yêu các con, cha làm mọi việc vì các con. Tất cả tài sản của cha là của con, cha cũng làm mọi điều để con và em con trở thành người khôn ngoan có ích. Em con phải tốn rất nhiều tiền mới khôn ra, nhưng con ở gần cha thì con phải luôn luôn khôn ngoan. Thôi,
con hãy vào nhà dự tiệc và vui lên, vì em con đã chết, bây giờ lại sống, đã lạc mất mà bây giờ trở về. Nào chúng ta ăn mừng. Hiện giờ còn vô số con trai, con gái của Đức Chúa Trời trên trái đất này vẫn còn sống trong tội lỗi. Tôi xin hỏi, có người nào ăn năn mà Đức Chúa Trời quay mặt đi không? Không! Đức Chúa Trời tha thứ cho tất cả những ai đến và ăn năn tội lỗi mình. Hãy quay trở về nhà cha!